với cái visa 462 lao động kỳ nghỉ ở Úc thì mình làm được những công việc gì? Thì trong cái visa 462 lao động kỳ nghỉ ở Úc á, thì Úc nó sẽ không quy định, nó sẽ không giới hạn cái công việc của mình làm. Đó là mình có thể làm bất cứ mọi việc, việc gì cũng được, miễn sao là mình xin được việc thôi. Nếu mà ai mà không đủ ba cái điều kiện này á thì chắc chắn là cái visa này không dành cho bạn. Đó, nên bạn không cần phải tìm hiểu thêm về nó nữa làm gì. Đó, vì nó sẽ làm mất thời gian của bạn, mà cũng như nếu mà bạn càng tìm hiểu thì dễ bị các cò mồi nói những cái agent cò mồi á nó lừa, bị mất tự do, đúng không? Vì mình làm chui, mình làm sai luật thì mình phải trốn chui trốn lùi đó. Nên là đang sống tự do, người ta từ cái áp bức người ta đi lên tự do, còn đây mình từ tự do mình lại muốn quay lại cái việc mà bị người khác áp bức. Tại vì khi mà các bạn làm chui như vậy thì thế nào bạn cũng bị những người khác, những người chủ bên này, người ta sẽ áp bức bạn. Rồi đó, hoặc là những quả rung 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 lại này. Đó. Ok, tiếp tục công việc làm nông ở Úc. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc của các bạn về visa làm việc ở Úc, cũng như một số công việc làm ở Úc. Thì có một số câu hỏi đầu tiên là hiện tại mình đang ở Úc với visa gì? Thì hiện tại mình đang ở Úc với visa 462, Working and Holiday, visa lao động kỳ nghỉ ở Úc. Thì với cái visa lao động kỳ nghỉ ở Úc á, thì bạn sẽ được ở Úc tối đa là 3 năm. Đó, 3 năm làm việc ở Úc. Thì cái visa 3 năm này á, là Úc khi mà làm cái visa lao động kỳ nghỉ này á, thì Úc nó sẽ cấp cho bạn là visa từng năm một. Là nó sẽ cấp cho bạn mỗi lần cấp visa nó chỉ cấp cho một năm thôi. Thì trong cái mỗi năm đó thì bạn phải làm một cái số cái công việc mà nó yêu cầu, trong cái lĩnh vực nó yêu cầu, trong cái thời gian nó quy định, thì bạn mới có thể gia hạn thêm cái năm 2. Nếu bạn không đạt được cái điều đó thì bạn sẽ không được gia hạn thêm năm 2, và lúc đó là bạn phải trở về nước. Rồi, và khi bạn đủ điều kiện để gia hạn năm 2 rồi, thì trong cái visa năm 2 đó thì bạn cũng phải làm thêm một cái số công việc mà nó yêu cầu trong cái lĩnh vực của nó yêu cầu luôn. Thì trong cái thời gian của nó quy định thì bạn mới có thể gia hạn thêm năm 3. Và nếu mà bạn không đạt được cái đó thì bạn cũng phải về nước, không được gia hạn thêm năm 3. Đó, khi mà mình đạt đủ yêu cầu thì mình mới gia hạn thêm được năm 3. Và sau 3 năm thì mình phải kết thúc. Đó, và một số bạn có thể chuyển sang một cái số loại visa khác. Đó, nhưng mà đối với cái visa 462 là chỉ được 3 năm thôi. Rồi, với cái visa 462 lao động kỳ nghỉ ở Úc thì mình làm được những công việc gì? Thì trong cái visa 462 lao động kỳ nghỉ ở Úc á, thì Úc nó sẽ không quy định, nó sẽ không giới hạn cái công việc của mình làm. Đó là mình có thể làm bất cứ mọi việc, việc gì cũng được, miễn sao là mình xin được việc thôi. Là mình là một kiểu là giống như là lao động tự do. Đó, ở chỗ nào mà người ta tuyển dụng thì mình apply vào, mình xin đăng ký vào, nếu mà công ty nó nhận thì mình làm. Đó, là mình có thể làm full time, làm part time, làm casual, là làm toàn thời gian này, làm bán thời gian này, và làm thời vụ. Đó, nhưng mà trong cái loại visa 462 này á, thì nó có một cái quy định, đó là bạn không được làm cho một chủ trong vòng 6 tháng, quá 6 tháng. Đó, và có một số công việc thì nó yêu cầu bạn không được làm cùng một chủ trong quá một năm. Đó, thì do cái điều kiện đó nên hầu như khi mà bạn đi xin việc ở Úc á, thì ví dụ như bạn đang làm công việc ở văn phòng sang Úc cũng làm cái công việc văn phòng đó, thì khi bạn
đăng ký apply vào các vị trí mà nó tuyển dụng ở Úc á, của công việc văn phòng á, thì nó sẽ ít chọn bạn hơn. Tại sao? Tại vì thứ nhất á, là cái visa của bạn bị giới hạn là chỉ được làm cho công ty 6 tháng. Nếu mà nó nhận bạn vô á, bạn vô làm thì nó đào tạo mất 3 tháng, rồi chỉ còn 3 tháng bạn làm việc cho nó. Thì thứ nhất là vừa tốn thời gian vừa tốn công của nó, nên hầu như những cái công việc mà về công việc lâu dài ở đây á, thì ít công ty nó sẽ nhận visa 462. Mà hầu như đối với cái visa 462 này á, lao động kỳ nghỉ ở Úc á, thì mọi người sẽ hay chọn cái công việc đó chính là công việc làm thời vụ, là công việc casual. Đó, công việc thời vụ là gì? Là công việc thường, công việc thời vụ ở đây nó sẽ kéo dài từ 2 đến 4 tháng. Nó là nó hết một mùa, thì đó là coi như là mình hết một mùa thì mình sẽ đổi sang công việc khác và mình đổi sang chỗ khác. Là như thế à, mình vừa có việc làm, mình vừa không có vi phạm cái quy định của nó là làm chỉ 6 tháng một chỗ trong vòng 6 tháng. Đó là mình thay đổi công việc liên tục. Đó là lý do tại sao mọi người hay chọn công việc bên này với visa 462, thì hầu như mọi người làm công việc là công việc thời vụ. Thì công việc thời vụ có rất nhiều loại công việc thời vụ, như công việc làm nhà hàng khách sạn nè, bưng bê phục vụ nè, đó là cũng công việc thời vụ. Rồi công việc làm farm nè cũng công việc thời vụ. Nhưng cũng có một số bạn thì làm cho các hãng xưởng á, thì các bạn cũng có thể làm thời vụ ở các hãng xưởng, thì nó sẽ đỡ mất công làm farm, làm nông thì nắng gió đó. Rồi tiếp theo là làm cách nào để đăng ký cái visa 462 lao động kỳ nghỉ này. Thì trước khi mà mình nói làm cách nào để đăng ký á, thì mình cũng nhắc luôn là đối với cái visa 462 lao động kỳ nghỉ này á, thì bạn có phải đủ tối thiểu 3 cái điều kiện. Thì với nếu ai có đủ 3 cái điều kiện này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về các hình thức đăng ký, rồi thời gian đăng ký, rồi cũng như là một năm có bao nhiêu suất, rồi đó chi tiết về các công việc. Nhưng mà nếu mà ai mà không đủ 3 cái điều kiện này á, thì chắc chắn là cái visa này không dành cho bạn đó, nên bạn không cần phải tìm hiểu thêm về nó nữa làm gì nó, vì nó sẽ làm mất thời gian của bạn. Mà cũng như nếu mà bạn càng tìm hiểu thì dễ bị các cò mồi nói những cái agent cò mồi á, nó lừa bằng kiểu nào thì nó kêu là nó sẽ nói với bạn là nó không cần những cái điều kiện này mà bạn vẫn có thể qua Úc với visa 462 chẳng hạn. Thì đó là những cái cách mà nó lừa mọi người nó. Nên là mình nói luôn là nếu ai không có 3 cái điều kiện này thì cái visa 462 lao động kỳ nghỉ này không dành cho bạn, nên bạn không cần phải tìm hiểu về nó nữa. Nó dành thời gian để làm việc khác sẽ tốt hơn đó. Thì 3 cái điều kiện ở đây là gì? Điều kiện thứ nhất là tuổi của mình phải từ 18 đến 30 tuổi đó. Nếu ai 31 tuổi, vượt qua 30 tuổi cũng không được, mà thấp hơn 18 tuổi cũng không được, phải từ 18 đến 30 tuổi. Rồi điều kiện thứ hai là phải có chứng chỉ tiếng Anh. Chứng chỉ tiếng Anh ở đây là người ta sẽ sử dụng IELTS 4.5 hoặc PTE 30 cộng đó, hai cái chứng chỉ đó. Đó phải có hai cái, có một trong hai cái chứng chỉ đó, IELTS thì 4.5 mà còn PTE thì 30 cộng. Rồi còn cái điều kiện thứ ba là phải tốt nghiệp đại học cao đẳng hoặc đã hoàn thành xong 2 năm đại học đó. Đó là cái điều kiện thứ ba. Thì với cái ba cái điều kiện đó, nếu mà bạn đạt được ba cái điều kiện đó thì có thể lên trên Google search về visa 462 lao động kỳ nghỉ để coi cái thủ tục của nó là làm như thế nào và thời gian của nó, là thời gian nó mở đơn đăng ký, rồi thủ tục cũng như là các bước để đăng ký chi tiết hơn. Thì nếu mà đủ 3 điều kiện thì lúc đó các bạn sẽ tìm hiểu về cái visa này, nó tìm hiểu sâu hơn, chứ mình không thể chia sẻ hết, giải thích hết được toàn bộ cái từng bước quy trình của nó như thế nào được. Thì nếu mà các bạn đủ điều kiện rồi thì tự tự mình tìm hiểu thêm về các bước quy trình của nó, các bước đăng ký ra sao, đó thì nó sẽ tốt hơn.
Đó. Rồi còn những ai mà nếu mà không đủ ba cái điều kiện đó thì tốt nhất là không cần phải tìm hiểu là về cái visa này làm gì nữa. Vì cái visa này chắc chắn nó không dành cho bạn nên bạn không cần phải tìm hiểu. Để thời gian đó mình làm cái việc khác có thể kiếm ra tiền cho mình hơn. Chứ mình lại mất thời gian đi tìm mà cuối cùng không đạt được kết quả gì. Đó. Rồi. Đó, rồi các rồi có câu hỏi nữa là một số bạn có hỏi là bây giờ nếu mà không có đủ cái ba điều kiện đó thì có cách nào để sang Úc hay không? Thì thật ra thì với cái visa 462 lao động kỳ nghỉ mình có thể nói là một cái visa đơn giản và chi phí rẻ nhất mà bạn có thể qua Úc và lao động qua qua Úc và làm việc và trải nghiệm nó tốt nhất. Còn Úc thì nó có rất nhiều các loại visa, visa tay nghề rồi visa du học hay rất nhiều loại visa, nhưng visa 462 là một cái loại visa mà chi phí rẻ nè. Đó, rồi đăng ký là dễ dàng nè. Đó, nên là nếu mà ai mà không có đủ cái ba điều kiện này, không đủ cái mà muốn sang Úc á thì chắc là mình nghĩ sẽ không còn con đường nào mà rẻ hơn nữa đâu. Đó. Thì con đường nếu mà bạn chuyển sang con đường đi học á thì bạn cũng phải tốn chi phí khá là nhiều. Đó, chi phí làm hồ sơ rồi chi phí đóng tiền học đồ các kiểu. Còn đối với cái visa 462 này á thì tổng chi phí bạn để đến khi nếu mà bạn đủ ba điều kiện thì bạn làm hồ sơ rồi thi các chứng chỉ đồ mua vé máy bay, tổng chi phí thì nằm toàn khoảng từ 25 đến 30 triệu. Đó, nếu mà để đặt chân được tới Úc với cái visa 462 thì các chi phí bạn bỏ ra thì khoảng 25 đến 30 triệu. Đó, và mình phải tự làm từ đầu đến cuối nha. Đó. Nên là nó rất là rẻ. Đó, cho mọi người ai cũng có thể làm được hết. Chi phí này nó cũng không có cao lắm. Rồi, thì có một số bạn có đặt câu hỏi là có một số các môi giới agent thì nó mới mời chào là có một số công ty hoặc cà farm bên này người ta sẽ bảo lãnh cho bạn sang làm việc bên này. Đó. Thì mình không biết là các thông tin bạn tìm hiểu về cái visa bảo lãnh như thế nào, nhưng mà theo mình được biết á thì để bảo lãnh được một người hay một công ty một công ty hoặc một farm người ta muốn bảo lãnh được một người á thì thứ nhất là cái công ty đó hoặc là cái farm đó người ta phải là đăng ký với chính phủ, đó là một cái công ty có đủ điều kiện để bảo lãnh một người, là cái mức thu nhập của cái công ty đó, cái mức doanh thu của công ty đó nó đủ lớn, hoặc là cái công ty đó nó có phạm vi nó đủ đủ bự. Đó là thứ nhất. Thứ hai là với cái vị trí mà nó bảo lãnh cho bạn á, là nó phải tìm kiếm ở trên đất Úc này, nó không tìm được những cái người local là những người dân Úc cho nó. Ví dụ nó tìm 2 3 năm, nó tìm 4 5 năm trời mà vẫn không tìm ra cái người làm cái vị trí đó thì nó mới phải là đề nghị lên chính phủ là nó cần bảo lãnh một người ở nước ngoài để tới đây để làm cho nó. Đó là hai điều kiện tối thiểu để bảo lãnh một người. Nó sẽ còn các điều kiện khác nữa nhưng mà mình chỉ nói về hai cái điều kiện đó thôi. Thì khi mà bạn nghe đến cái video bảo lãnh bạn tự hỏi thì bạn hãy nên tự đặt câu hỏi cho mình là mình có hơn gì những người khác hay không, hay là mình cũng như bao người khác, tức có nghĩa là bạn có hơn gì không để mà người ta phải làm những cái điều đó, người ta phải chứng minh cho chính phủ, người ta phải đóng tiền để bảo lãnh bạn sang bên này đó, không? Thì nếu mà bạn nghĩ là bạn có sức khỏe hoặc là bạn cần cù làm việc thì thật ra thì người ta không cần phải bỏ một đống tiền như vậy để người ta thuê một người mà có sức khỏe hoặc cần cù làm việc, tại vì ở đất nước Úc này thì nó đâu có thiếu những người như vậy, không? Còn ví dụ như là bạn kêu bạn không với lại bạn không biết tiếng hoặc là bạn không có bằng cấp thì lấy cái gì để mà nó để bạn cạnh tranh với những người khác đó, thay vì bây giờ nó bảo lãnh một người ở Việt Nam là lao động phổ thông ở Việt Nam không có bằng cấp đó và không có nghề nghiệp ở Việt Nam sang bên này làm, đơn giản là làm nông thôi nha,
làm nông cho nó, thì thay vì nó thuê vậy thì nó thuê một thằng có kiến thức, hoặc là những cái người còn ví dụ biết tiếng, ít nhất cũng phải biết tiếng tiếng Anh, để làm gì, để khi mà nó qua bên đây làm cho nó còn giao tiếp được với nó. Chứ bây giờ nó mất công, nó bảo lãnh bạn sang rồi nó phải thuê thêm một cái thông dịch viên nữa đó, để thông dịch cho bạn nữa, thì có ai mà, nếu mà bạn là chủ thì bạn có làm điều đó hay không đó. Thế nên mà khi mà nghe đến cái visa mà những cái thông tin mà về bảo lãnh để sang Úc làm việc á, thì mình cùng thì tốt nhất là hãy xem lại. Thật ra thì cái visa đó là mình không có làm, nhưng mà mình biết về nó và mình cũng có tìm hiểu một số, và mình gặp một số người cũng có bảo lãnh, nhưng mà hầu như những người đó là người ta đã học ở đây, là người ta đã có kinh nghiệm làm việc ở Úc, người ta du học ở Úc xong người ta làm việc ở Úc đó, sau đó người ta làm có kinh nghiệm một thời gian rồi sau đó người ta sống ở đây, thì cái farm hoặc cái công ty đó người ta mới bảo lãnh ở lại, tại vì và có cái thời gian làm cho công ty và đóng góp, người ta biết là có ích cho cái công ty đó hoặc là cái farm đó thì người ta mới bảo lãnh để ở lại đó, và đạt một số điều kiện để người ta bảo lãnh ở lại. Còn bây giờ bạn ở Việt Nam, bạn chưa biết, chưa bao giờ qua Úc, chưa biết Úc như thế nào, mà người ta có thể, người ta nói là người ta sẽ bảo lãnh cho bạn từ Việt Nam sang bên đây, người ta đâu có biết được là bạn có làm được việc hay không, hay như thế nào, kinh nghiệm bạn là gì đó. Và đâu có ai mà bỏ một số tiền ra để đi làm những cái việc đó, đúng không? Việc mà không hiệu quả. Người ta đã kinh doanh là người ta tính đến cái việc là phải lời lại, hoặc là giảm thiểu tối thiểu cái việc mà mất mát nhất. Thì đó, nói là kiểu như vậy. Rồi, rồi tiếp theo nữa là gì? Rồi có một số bạn hỏi nếu mà mình qua đây, bạn qua đây với cái visa du lịch thì có đi làm được không? Thì mình xin xác nhận một câu là không. Vì nếu mà bạn làm với cái visa du lịch, bạn qua đây bạn đi làm á, thì bạn đang vi phạm pháp luật ở Úc, là Úc nó không những người giữ cái visa du lịch đó là không được làm việc ở Úc, là với cái visa du lịch chỉ được đi du lịch thôi. Chứ nếu bạn làm việc là bạn đã vi phạm mà pháp luật, mà vi phạm pháp luật thì khi nó phát hiện thì bạn sẽ bị, nói chung là tịch thu hết tất cả các tiền bạn kiếm được ở Úc, sau đó thì bạn sẽ bị đuổi về nước và có thể bị cấm 3 đến 5 năm hoặc 10 năm gì đó, tùy vào mức độ mà nó sẽ cấm vĩnh viễn, không cấm vĩnh viễn 3 đến 5 năm không được qua bên Úc đó chẳng hạn. Thì lúc đó bạn sẽ được vào cái danh sách đen, rồi lúc đó bạn muốn đi đâu thì nó cũng phải hơi khó đó. Nói là cho những bạn mà hỏi là visa du lịch sang Úc có làm được hay không, thì chắc chắn sẽ có nhiều người sẽ chia sẻ với bạn về ở bên này có rất nhiều người cũng làm kiểu visa du lịch, nhưng mà thứ nhất là người ta đang vi phạm luật, mà khi vi phạm luật đó thì người ta sẽ làm kiểu giống như làm chui, khi làm chui thì người ta sẽ bị bóc lột, mà bên này sẽ bị bóc lột thì bóc lột rất là dữ dằn. Hiện tại mình đang giữ visa làm đúng với những quy định của Úc thì mình được nhận đến ít nhất là 21 đô đó, còn không nếu những công việc mà mình xin được những công việc tốt hơn thì nó sẽ lên 30 đô, 32 đô đó. Nhưng mà bạn làm kiểu làm những cái visa mà bạn làm vi phạm pháp luật đó, là bạn làm chui đó, thì nó sẽ ép cho bạn là có thể nó trả cho bạn 10 đô hoặc 10 đô hoặc là 11, 12 đô đó. Nếu bạn không làm thì bạn cũng đâu, hoặc là bạn đâu có sự lựa chọn gì đâu đó. Nên tốt nhất với lời khuyên của mình là hãy làm đúng đó, hãy làm đúng từ ngay từ ban đầu. Nếu bạn là visa working thì bạn làm việc được thì bạn làm, còn nếu mà bạn là visa du lịch hay là visa gì đó, nếu mà trong quy định nó không cho mình làm việc thì tốt nhất là đừng có nên làm đó. Vậy thà ở Việt Nam mình làm, mình kiểu là mình làm việc nó sẽ thoải mái hơn đó. Vì sang bên này mà mình làm chui như vậy thì kiểu giống như mình đi làm mà mình trốn chui trốn lùi vậy đó. Còn nếu mà vậy thì thà vậy, thì ở Việt Nam làm những công việc đơn giản ít tiền nhưng mà nó thoải mái hơn, chả vậy mình thích làm gì thì mình làm đó, mình tự do đó, ai cũng muốn quyền tự do mà, tội gì đang sống ở một nơi tự do cái xong sang đây rồi và
cuối cùng gà bị mất tự do, đúng không? Vì mình làm chui, mình làm sai luật thì mình phải trốn chui trốn lùi đó, nên là đang sống tự do, người ta từ cái áp bức người ta đi lên tự do, còn đây mình từ tự do mình lại muốn quay lại cái việc mà bị người khác áp bức. Tại vì khi mà các bạn làm chui như vậy thì thế nào bạn cũng bị những người khác, những người chủ bên này người ta sẽ áp bức bạn, chắc chắn điều đó là chắc chắn đó, người ta sẽ áp bức bạn mà bạn không thể nói năng, không thể làm được gì đó. Đó là một số chia sẻ của mình về visa cũng như công việc ở Úc. Thì chốt lại vấn đề là, thứ nhất là nếu ai có đủ cái điều kiện để đăng ký cái visa lao động kỳ nghỉ ở Úc thì tìm hiểu về nó để đăng ký, và đăng ký nếu mà được cái visa này thì có cơ hội để trải nghiệm sống và trải nghiệm làm việc ở Úc, ở một đất nước phát triển. Đó, thứ hai là có cơ hội để kiếm thêm tiền, tại vì cái sự chênh lệch giữa tiền ở Việt Nam và Úc nó khá là lớn, nên cái mức thu nhập ở Úc khi nào nó cũng cao gấp nhiều lần hơn ở Việt Nam. Đó, nó là một cơ hội để bạn kiếm tiền. Còn nếu ai mà không có ba cái điều kiện này á thì tốt nhất là không cần phải tìm hiểu về visa này làm gì nữa. Thì chắc nên dành thời gian đó để trau dồi hoặc là làm những cái thứ có ích hơn, chứ không cần phải tìm hiểu về nó nữa làm gì đó, vì nó sẽ tốn thời gian. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu thấy bổ ích thì nhớ bấm like, share và bấm đăng ký nếu chưa đăng ký. Thì mình sẽ cập nhật thêm một số cái clip về mức lương một tháng mình kiếm ở Úc là được bao nhiêu đó, rồi là thêm một số các giải đáp thêm những câu hỏi khác của các bạn. Nếu các bạn muốn biết gì thì muốn biết thêm gì thì nhớ để lại bình luận bên dưới đó, thì mình có thời gian thì mình sẽ trả lời, và nếu mà không thì mình sẽ làm cái clip để trả lời toàn bộ những câu hỏi cùng các bạn. Vâng, chào và hẹn gặp lại ở một clip khác. Okay.